chiều 31 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường, cảnh sát viên trung cấp, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Và truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, nhận được tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã đến cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị, sơ tán phương tiện thì bị một lượng đất đá đổ xuống vùi lấp. Vài ngày gần đây, tỉnh Đồng Nai xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc gây ngập nhiều khu vực và các hồ thủy điện buộc phải xả lũ. Tại trạm tà lại sông Đồng Nai, mưa lớn khiến mực nước vượt qua mức báo động 3 là 113m. Tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà, mực nước tiến dần đến mức báo động 2 là 105,5m. Mực nước tại trạm Phú Hiệp tiếp tục lên trong 24 giờ tới, có khả năng đạt sắp xỉ mức báo động 2. Nước lũ dâng cao cũng đang gây ngập nhiều nơi trong vườn quốc gia Cát Tiên. Nơi đây đã thông báo tạm dừng các hoạt động du lịch cũng như thông báo các trạm kiểm lâm ven sông thuộc đơn vị để sẵn sàng ứng trực phòng chống thiên tai. Hồ Trị An có lưu lượng nước về hồ là 2.300 mét khối một giây vào những ngày gần đây, thì theo dự kiến khoảng 4 đến 5 ngày tới sẽ phải xả lũ nếu tiếp tục mưa. Trong khi đó, do ảnh hưởng của những trận mưa lớn, lượng nước dự kiến đổ về hồ Đồng Nai Năm đạt 300 đến 450 mét khối một giây, nên công ty thủy điện Đồng Nai Năm đã phát đi thông báo xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Đồng Nai Năm vào lúc 10 giờ ngày 31 tháng 7. Lưu lượng nước dự kiến xả qua tràn 40 đến 159 mét khối một giây. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 288 mét khối một giây, với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 328 đến 447 mét khối một giây. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, dân quân, các tổ chức, đoàn thể cùng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Trần Đề. Vào sáng cùng ngày, mưa lớn kèm theo dông lốc xoáy đã làm sập, tốc mái hơn 40 căn nhà, 3 người dân bị thương ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 25 đợt dông lốc, làm hư hỏng 218 căn nhà, hàng chục hecta lúa bị ngã đổ, 83 đoạn bờ bao, đê biển có tổng chiều dài 1.657m bị sạt lở, ước tổng thiệt hại hơn 22,4 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 7, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Văn Tình, 51 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội giết người sau 37 năm bỏ trốn. Theo hồ sơ vụ án năm 1986, sau khi phạm tội giết người tại huyện Hưng Nguyên, Lê Văn Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện Tình đang lẫn trốn ở xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ nên bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Thạch Cương, 36 tuổi và Tô Hoàng Chương, 37 tuổi, cùng ngụ ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo về tài khoản Facebook của Thạch Cương và Tô Hoàng Chương có đăng tải chia sẻ bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Cả hai đối tượng thành lập hội nhóm trái pháp luật và lôi kéo nhiều đối tượng khác trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm khuếch trương thanh thế, từng bước gây ảnh hưởng trong vùng. Nhóm cũng nhận sự chỉ đạo sản xuất, tàn trữ, phát tán và sử dụng hàng ngàn tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền cho các tổ chức phản động bên ngoài, thu thập thông tin, tài liệu cung cấp cho các đối tượng bên ngoài sử dụng vào mục đích chống phá Việt Nam. Hành vi của hai đối tượng đã gây chia rẽ kỳ thị giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, xúc phạm uy tín của một số cá nhân, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương.